Thực ra em nói không, anh dùng cái từ đó là đàn ông mạnh mẽ, em dùng cái từ đó là masculine man, ok? Thì á là như theo cái cách mà em sử dụng đó không, thì cái chữ masculine man ở bên tiếng Mỹ á là cho anh đó, anh mà dịch lại anh không biết chữ Việt mà anh mà theo mấy cái chữ mà anh biết đó mà nó dịch mà sát nhất á theo cái chữ masculine man đó không, là cái chữ đó không là người đàn ông mạnh mẽ, ok? Yeah. Không phải là người đàn ông, ngược lại đó không, ngược lại người đàn ông mạnh mẽ là gì? Người đàn ông ốm yếu. Ốm yếu là sao? Không phải là bắp thịt nó ốm hay là bắp thịt nó nhỏ hay là gì? Ốm yếu đó không là như mà người đàn ông đó không mà ra ngoài đường ấy dễ bị ăn hiếp, dễ bị người ta ảnh hưởng cái tâm lý của họ, dễ bị người ta ảnh hưởng cảm xúc của họ. Okay. Họ không điều khiển được cái bản thân của họ. Rồi còn cái tư duy thiếu thốn nữa. Đúng rồi, cái tư duy mà thiếu thốn đó. Okay. Rồi xong rồi đó, người đàn ông mà yếu ốm đó không, nó không có giá trị cho gia đình, nó không có giá trị cho vợ con, nó không có giá trị cho xã hội. Là ý nghĩa là sao? Yeah. Là nó chỉ hút giá trị thôi à? Dạ. Yeah. Không. Vì họ cũng thực sự là chưa nỗ lực để mà cải thiện cái bản thân mình, họ chưa tạo ra được cái. Đúng rồi, cái người đàn ông mạnh mẽ đó không, lúc nào đó cái đó cũng là một cái lực, đúng không? Một cái dấu hiệu của người đàn ông mạnh mẽ không, là lúc nào họ cũng làm á dư ra hết trơn á. Dư ra làm sao? Là cái người á, con trai đó, con nít á, anh dùng á ngược lại cái người đàn ông mạnh mẽ là gì, là con nít, con trai, con đứa mà nó đứa bé, đứa trẻ. Ok, hay là bên Việt Nam mình nó có tờ báo kêu bằng tuổi trẻ hay là gì đó không? Thì á là cái tuổi trẻ của nó. Nó không phải là cái tuổi trẻ, tại sao nó là tuổi trẻ? Không phải là cái tuổi của nó là nó trẻ, mà mình nói là cái tuổi nó trẻ. Mình nói cái đứa mà tuổi trẻ hay đứa nít hay là đứa nhỏ đó không? Hay đứa con đó, đúng không? Mình xưng bằng con đó là tại vì á là cái đứa đó, nó không có đủ khả năng á để nó bao ăn bao uống cho cái bản thân của nó. Nó không có bảo vệ được cái bản thân của nó, nó phải nhờ cái người á đàn ông mạnh mẽ, phải không? Bảo vệ cái bản thân của nó, người đàn ông, người lớn á bảo vệ cho nó. Còn nó mà bảo vệ được cái bản thân của nó rồi đó, nó tự á tìm đồ ăn, đồ uống cho nó, cái bản thân nó được rồi đó. Sao nó bảo vệ cái bản thân nó được? Thực đó mình khó kêu nó bằng đứa nít hay là đứa trẻ hay là đứa con nữa. Đó là bằng người lớn rồi. Thấy không? Là một cái dấu hiệu của người đàn ông mạnh mẽ đó, lúc nào họ cũng làm dư giả chứ hết. Thấy không? Là họ làm á là họ ăn có đủ ăn rồi xong họ dư ra cho người khác ăn nữa. Không, thì anh không phải nói là một em đừng có nghĩ rằng là ê ta làm đủ mà uống một ly cà phê xong ta làm dư cho nhỏ khác nó uống ly cà phê chung với mình, người sau này thằng khác nó uống ly rượu chung với mình, đó mình là người đàn ông mạnh mẽ. Không phải một cái dấu hiệu, ok, là hết trơn mấy cái dây dị nó dồn lại đó mới thành một người đàn ông mạnh mẽ được, đúng không?